37. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Đại, Thống Nhất Giang Hồ. Giới luật đầu tiên, khi sư diệt tổ, không tôn kính bề trên. Giới luật thứ hai, vừa giảm kẻ mạnh, bắt nạt kẻ yếu, tự ý làm bị thương người vô tội. Giới luật thứ ba, cưỡng dâm háo sắc, chọc ghẹo phụ nữ. Giới luật thứ tư, đố kỵ đồng môn, tàn sát lẫn nhau. Giới luật thứ năm, kiêu ngạo tự đại, đắc tội đồng đạo. Giới luật thứ sáu, thấy lợi quên nghĩa, ăn cắp tiền của. Giới luật thứ bảy, kết giao với kẻ xấu, cấu kết tà đạo. Tốt lắm, Xuân Nhi. Làm xong việc rồi sao? Mặc dù để ấy thành ra thế này, nhưng đã quên hết đau khổ và thù hận cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Vị Lâm công tử này cũng là một người mệnh khổ. Hay là sắp xếp cho huynh ấy ở Thông Nguyên Cốc đi, để mỗi ngày huynh ấy nhận được Phật quang phản âm mộc dục để gột rửa tội nghiệp của huynh ấy. Đây cũng là một cách hay. Chỉ có điều như vậy thì sẽ làm phiền Bất Khả Bất Giới rồi. Được, ta thì không sao, như thế cũng tốt mà.
Dù sao bây giờ Thông Nguyên Cốc cũng chỉ còn mình ta, để hắn ở cạnh ta cũng không tồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, ban ơn cho chúng sinh, Đông Phương Giáo Chủ Giá Đáo. Nhật Nguyệt Thần Giáo, Văn Thành Võ Đức, ban ơn cho chúng sinh, Đông Phương Giáo Chủ Giá Đáo. Đông Phương Bất Bại trở thành giáo chủ khi nào vậy? Không phải là hắn mất hết võ công rồi sao? Ta đi xem sao. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Giảng Đại, Thống Nhất Giang Hồ. Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Giảng Đại, Thống Nhất Giang Hồ. Đông Phương Giáo Chủ có lệnh, trưởng môn nhân Ngũ Nhạc Phái và các đệ tử môn hạ phải tới Nga Thạch Lâu ở Triều Dương Phong tụ họp. Kẻ nào không tiếp nhận hiệu lệnh, giết hết bất luận tội. Ba đỉnh núi cao nhất của Hoa Sơn, đỉnh Đông, đỉnh Nam, đỉnh Tây. Hai đỉnh Đông Tây là cao nhất, đỉnh Đông gọi là Triều Dương Phong. Đông Phương Bất Bại lựa chọn chỗ này gặp mặt Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Thế này là có ý muốn khiến quần hùng lễ bái hắn. Phái Ngũ Nhạc ngoại trừ phái Hằng Sơn ra thì đều chết cả ở trong thạch động Sao Tư Quá Nhai, mà đệ tử phái Hằng Sơn thì đều mệt ngoài vô cùng rồi. Mùi sợ binh tới tướng chặn, mặc kệ hắn, đi. Lệnh hồ trưởng môn, mời ngồi vào bên cạnh đi. Không cần chờ nữa. Bốn người tứ nhạc còn lại đều chết trong sân động Tư Quá Nhai rồi. Sao lại nói vậy? Đuổi theo mau. Lần này ma giáo thế lớn, bất khả bất giới. Ngươi dẫn Như Lâm và mọi người xuống núi tránh đầu sóng ngọn gió trước đi. Được. Cha, còn cha thì sao? Nhằm tới thư về lệnh hồ huynh đệ đơn độc mạo hiểm, ta phải đi tiếp ứng cho họ. Ta đi cùng ông. Con cũng đi, chúng ta cũng đi. Làm loạn, mấy đứa là hy vọng cuối cùng của phái Hằng Sơn. Sao tụi hắn làm sằng làm bậy được? Mẹ, việc không thể chậm trễ, mau xuống núi. Đi đi. Được. Đi. Mẹ, mau đi đi. Đi mau. Đi. Đi thôi. Đi mau. Đi. Mau. Đi. Đi. Chết cả rồi sao? Cũng thật sự là tẻ nhạt vô vị đấy. Cha ta đối với ngươi không bạc, vì sao ngươi lại lấy quán trả ơn chứ? Đối xử với ta không bạc sao? Đông Phương gia đoạn tử tuyệt tôn, toàn bộ đều do ông ta ban cho. Ta sắp đặt nhiều năm bồi dưỡng Dương Liên Đình, để cha con bọn họ tương tàn. Màn kịch hay đó đúng là đặc sắc lắm. Đáng tiếc là cô không thấy. Nhằm lão tặc đã chết, bây giờ chỉ cần giết cô, Nhậm gia cũng có thể nếm thử mùi vị đoạn tử tuyệt tôn rồi. Quan có đầu nợ có chủ, ân quán giữa người già Nhậm giáo chủ lại liên lụy tới bao nhiêu huynh đệ vô tội như thế. Đây chẳng phải hành vi của tà ma sao? Ấu trĩ. Bây giờ còn nói cái gì mà giang hồ phân tranh, trong mắt ta toàn bộ đều là thứ bỏ đi. Ta dốc hết tâm tư luyện thành thần công,
chính là bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ được thái bình. Khẩu thị tâm phi sâu, người không tin. Ta lần lượt tiêu diệt Thiếu Lâm và Võ Đan, hôm nay tới đây chính là muốn bắt gọn một mẻ Ngũ Nhạc kiếm phái. Người đến Thiếu Lâm Võ Đan cũng phương chứng và xung hư, ngu dốt vô tri. Tiếc là tuổi tác đã cao, không hiểu được biến báo, đã bị ta xử tử cả rồi. Lệnh Hồ Sung, ta và ngươi từng làm bằng hữu, bổn tọa không muốn phải cùng ngươi chỉ đao kiếm vào nhau. Phái Hằng Sơn hãy quy thuận Nhật Nguyệt Thần giáo ta, thế nào? Hôm đó ta cứu ngươi, chủ ý là muốn để ngươi và Lam cô nương quy ẩn giang hồ. Không ngờ rằng ngươi phát điên mất trí, gây tai vạ cho giang hồ. Dám hỏi bộ dạng ngươi bây giờ cùng với Tạ Lãnh Thiền Nhạc Bất Quần có gì khác biệt chứ? Một ý niệm nhân từ của ta gây ra sai lầm nghiêm trọng, liên lụy tới trăm sinh mạng của Thiếu Lâm Võ Đan. Lệnh Hồ công tử, ta tới rồi. Hôm nay ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Có điều ngày sau truyền ra giang hồ lại nói ta lén lút mai phục, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ỷ mạnh bắt nạt yếu. Lệnh Hồ Sung, Doanh Doanh và ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Ngươi cũng từng cứu mạng ta, bổn tọa cho phép ngươi quay về phái Hằng Sơn tích cực tu luyện võ công. Một tháng sau, tại Hắc Mộc Nhai quyết đấu một trận phân định thắng thua. Xem này, đều là trò chơi hay cả. Mau qua đây xem đi. Người đi Nam, người về Bắc, các vị khách quan xem này, đều là đồ chơi phương Tây, đều là đồ chơi phương Tây hay thôi. Súng Tây, pháo, thuốc nổ Tây, mau qua đây xem đi, mau qua xem đi. Mau qua đây xem này. Đây là súng mà Thượng Quan trưởng lão mua từ trong tay thương nhân nước Phù Tang, đặc biệt để cho ta dùng phòng thân đó. Uy lực còn lợi hại hơn so với ám khí mà cao thủ mấy người phóng ra nữa đó. Vị đại hiệp này, trông ông rất giống một cao thủ võ lâm. Không biết tôn tính đại danh. Tại hạ họ Mai, lưng gù, chẳng qua chỉ là một kẻ mãi nghệ giang hồ. Hai chữ đại hiệp này ta không dám lại gần đâu. Mai,
Xin hỏi vị cô nương này, ta giúp được gì cho cô đây? Mai đại hiệp, ta có chút hứng thú với mấy trò phương Tây này của ông. Không biết có thể tiết lộ chút ít gì không? Cô nương, mời. Mấy ngày nay ta đã đi hết ngũ phong tam đỉnh của Hoa Sơn. Chính là không tìm được phong thái sư thúc. Huynh không tự tin thắng được Đông Phương Bất Bại sao? Trận chiến này liên quan tới mấy chục tính mạng trên dưới Hằng Sơn. Ta đã làm liên lụy Xung Hư đạo trưởng và Phương Chứng đại sư. Nếu như còn thất bại, hắn đã nhìn trúng nhược điểm của huynh là lòng dạ lương thiện. Mới cho huynh thời gian một tháng, muốn khiến huynh ái nái tự trách, áp lực tăng gấp bội. Lúc đầu ta không nên cứu hắn. So với việc hối hận quá khứ, chi bằng hãy dùng dũng khí đối mặt với tương lai còn hơn. Huynh là hy vọng cuối cùng của Võ Lâm Chính Đạo. Di nguyện của Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng còn đang chờ huynh hoàn thành đó. Đừng khiến người đã mất phải hy sinh vô ích. Bất kể thắng thua thế nào, muội cũng đều cùng tiến cùng lùi với huynh. Cùng lắm thì cùng xuống Hoàng Tuyền.
Các vị huynh đệ, Đông Phương Bất Bại phạm thượng làm loạn, các người vẫn còn bán mạng gì hắn sao? Giáo chủ Võ Công cái thế, các môn phái đã sớm cúi đầu xưng thần. Thức thời một chút, đầu hàng đi. Nói nhiều cũng không có ích gì. Dùng bản lĩnh thật sự chứng minh đi. Lệnh hồ huynh đệ. Mau, lệnh hồ huynh đệ. Hai người đi trước, chỗ này giao cho chúng ta. Đông Phương Bất Bại, các người còn tới sớm hơn so với suy nghĩ của ta đấy. Ta chưa từng cấp bách muốn giết một người như thế này. Căm thù thật sự khiến ngươi trở nên trưởng thành rồi. Ta chỉ là muốn đòi lại công bằng cho người đã mất mà thôi. Vì tương lai của Võ Lâm, giành lại sự thái bình. Giả dối. Tịch Tà Kiếm Phổ. Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Phổ vốn dĩ chính là bộ thượng hạ. Huynh cẩn thận đó. Xem ra ta đánh giá cao các ngươi rồi. Lệnh hồ đại hiệp, lệnh hồ sư huynh, lệnh hồ đại hiệp. Đông Phương Bất Bại, khí số ngươi đã tận rồi. Chỉ dựa vào các ngươi.
Không sao chứ, Sung Ca? Đây chính là nơi mà các ngươi tìm chỗ chôn thay rồi. Ta mang trong người quỳ qua bảo điển thấp tinh đại pháp tịch tà kiếm phổ tam đại kỳ công. Dưới vòm trời này còn có ai là đối thủ của ta đây? Sung Ca, lệnh hồ sư huynh. Đến nàng cũng muốn đối địch với ta. Ác giả, ác báo, không trách được người khác. Ta ở trong mắt nàng cũng chẳng qua chỉ là hạng con sâu cái kiến. Chết tới nơi rồi vẫn còn cứng miệng. Các người ỷ đông bắt nạt ít, lệnh hồ sung vẫn chẳng phải là chết rồi sao?
bây giờ chỉ còn lại mình nàng. Còn có thể dấy lên được bao nhiêu sóng gió chứ? Thế sao? Mỗi người đều có ý nghĩa sinh tồn của mình. Mà sứ mệnh của ta chính là mang theo mạng của chàng cùng xuống Hoàng Tuyền. Chàng xem này, khẩu vị của chúng ta cũng giống nhau thế này. Chàng thích món này phải không? Ta cũng thích món này. Cho nên hai chúng ta là cặp trời sinh, đã định sẵn là người một nhà rồi. Ta đi cùng chàng. Đi. Gọi 10 tiếng làm trưởng lão. Đại pháp hoán huyết quả nhiên thần kỳ. Đại ân đại đức của Lam giáo chủ, Đông Phương không biết lấy gì báo đáp. Dứt khoát chàng theo ta về ngũ độc giáo. Ta cho chàng vị trí giáo chủ ngũ độc giáo. Chàng dẫn dắt ngũ độc giáo, mở ra cục diện mới cho giang hồ. Cái gọi là nữ nhi tình trường, anh hùng thoái chí. Hiện giờ Đông Phương đại nghiệp chưa thành, thật sự không dám nghĩ tới nữ nhi tư tình. Sợ là nếu trong lòng có vướng bận thì sẽ bị cái địch tìm thấy chỗ sơ hở. Đông Phương không dám tiếp nhận ý tốt của cô nương, mong nàng lượng thứ. Hôm nay chàng không bằng lòng lấy ta, không gấp, rồi sẽ có một ngày. Chờ đại nghiệp của chàng thành công, biết được điểm tốt của ta rồi.
Đàn hay, đàn hay. Đúng thật là một cảnh tượng đẹp, trời xanh quang đãng, không một áng mây trôi. Ta tưởng rằng ngươi không hiểu âm luật. Quả thật tiểu tử không hiểu, chỉ là nghe bà cô nương nhã tấu. Không làm phiền cô nương chứ? Nếu có thể nghe ra được ý vị trong khúc nhạc của ta, tư chất không tệ. Cô nương chê cười rồi. Cô nương cầm nghệ tuyệt diệu, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ngươi muốn học đàn không? Cái gì là giang hồ? Người chính là giang hồ. Ân oán chính là giang hồ. Nó có thể còn sót lại giấc mộng xưa hiệp nghĩa, nhu tình và lương thiện, nhưng chung quy vẫn chỉ là một giấc mộng, chớp mắt thoáng qua như mây khói. Duy nhất có thể tồn tại thường thực trong lòng người có lẽ chính là sự ấm áp và lương thiện của lòng người, có lẽ chính là sự bình phàm và vĩ đại của nhân cách, cũng có lẽ chính là một khúc tiếu ngạo giang hồ, hòa tấu cầm tiêu.